Đây, cho đây mình giới thiệu cái đàn guitar Yamaha SS100C made in Indonesia. Đây là mua ở nhà cầu Tiến Đạt. Đây còn ngoại hình cũng còn 95%. Mà đi ok ha. Bán ra 2,2 triệu nha, nó có thêm cái bao da, cái cabo phím. Cảm ơn mọi người.